Trong lớp Kinh Thánh mà tôi đồng hành với một số anh chị em giáo dân ở trong giáo phận, mới đây thôi, có người gửi thắc mắc, đại khái viết rằng có nhận được từ một nhóm theo đạo nào đó, không rõ, họ có một tờ tạp chí mà họ phát miễn phí và họ đem đến tận nhà của nhiều người trong xóm, và họ phát cho cả trẻ con nó đang chơi ngoài đường. Và mở tờ tạp chí đó ra thì gặp có bài viết về Chúa Giêsu. Một đằng thì người ta xác định rằng người ta tin vào Chúa Giêsu, và phải tin vào Chúa Giêsu thì mới được cứu. Nhưng mà một đằng khác thì người ta dùng chính Kinh Thánh để chứng minh rằng Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa. Chẳng hạn, người ta lập luận rằng chính Chúa Giêsu nói: tôi đến trần gian không phải để làm theo ý tôi, nhưng là làm theo ý Đấng đã giải tội. Kinh Thánh nói rõ. Thế bây giờ họ lập luận rằng nếu Chúa Giêsu là Đấng mà được Thiên Chúa sai đến, thì Chúa Giêsu đâu có phải là Thiên Chúa, phải là cấp dưới thôi. Họ trích câu đó từ Tin Mừng Gioan, mà họ lại quên mất rằng ngay từ đầu Tin Mừng Gioan đã có câu: từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời hằng ở nơi Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Rồi đến câu 14 là: Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng tôi. Nhưng mà những ai không biết Kinh Thánh thì trả lời làm sao? Rồi họ trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philip, chương 2, có câu nói rằng: Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài và ban cho Ngài một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài, như vậy thì rõ ràng Chúa Giêsu phải là cấp dưới chứ, bây giờ mới được siêu tôn chứ. Và nếu mà trước đó đã là Đức Chúa Trời, bây giờ lại còn được siêu tôn nữa, thế thì còn hơn Đức Chúa Trời. Các bạn trả lời dùm tôi coi làm sao. Họ trích câu đó ở trong thư Philip, trong bài Thánh Thi về Đức Kitô, mà họ quên mất rằng câu đầu tiên của Thánh Thi đó là: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa. Cái người viết thư cho tôi gửi cả cái tờ báo cho tôi xem, và bày tỏ một nỗi âu lo rằng nếu tờ báo này mà đến tay nhiều bạn trẻ công giáo đọc, thì liệu có vững đức tin không, hay là cảm thấy mình bị lung lạc? Rồi khi người ta hỏi mình như vậy đó, mình có trả lời nổi không? Không trả lời nổi thì đâm ra niềm xác tín nó bị lung lay. Và hơn nữa lại thấy sao người ta lập luận hay quá, đúng quá, thôi bỏ đạo đi theo người ta, mà đã xảy ra rồi. Cho nên muốn nên hình bóng Chúa thì điều đầu tiên thì phải biết Chúa đã chứ. Không biết Chúa là ai sao mà nên hình bóng được. Có một thực tế ngày hôm nay ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới, nơi các bạn trẻ công giáo, đó là độ chênh lệch quá lớn giữa một bên là kiến thức khoa học và một bên là hiểu biết giáo lý. Do áp lực của cuộc sống, do những phương tiện truyền thông hiện đại, các bạn trẻ tiếp thu nhiều kiến thức lắm. Nhưng mà đang khi đó thì kiến thức giáo lý vẫn là kiến thức của lớp rước lễ lần đầu và chịu phép thêm sức năm 12 tuổi. Nó không phát triển. Cho nên có một độ chênh lệch rất lớn, và vì độ chênh lệch đó cho nên khi người ta đặt vấn đề, mình không biết đằng nào mà trả lời, và tạo nên
khủng hoảng đức tin. Để như Thánh Phaolô nói đó, chúng ta tin thì phải biết mình tin vào ai. Hay như Thánh Phêrô nói, hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Phải biết Chúa thì mới nên hình bóng của Chúa được chứ.